kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Khoa học Công nghệ và Đời sống. Thưa quý vị, hiện nay đội ngũ trí thức nói chung và nữ trí thức nói riêng ngày càng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Cao Bằng. Số lượng phụ nữ tham gia vào lĩnh vực khoa học công nghệ ngày một tăng lên và họ có những đóng góp lớn lao trong các lĩnh vực của đời sống, kinh tế và xã hội. Thông qua hoạt động của ngành khoa học, nữ giới ngày một khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng có tổng số 69 công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, nữ có 37 người, lãnh đạo nữ có 8 người, là cơ quan tham mưu trực tiếp cho tỉnh về lĩnh vực khoa học công nghệ. Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục có sự phát triển tích cực trên các mặt, lĩnh vực, từ tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, tạo hành lang pháp lý cho triển khai các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các hoạt động quản lý nhà nước, sở hữu trí tuệ, thanh tra, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Trong các công việc chuyên môn, chị em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt nhiều thành tích, danh hiệu của các cấp, ngành. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, rất nhiều những tiến bộ của khoa học và công nghệ được khai thác, chuyển giao tới các cơ sở sản xuất, cộng đồng và toàn xã hội. Những đóng góp đó trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội như sản xuất, nông nghiệp, y dược, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội. Kết quả của các hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng sản xuất, năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, tích cực thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật và phát triển đời sống kinh tế đất nước. Khi phụ nữ làm việc trong các lĩnh vực trong ngành khoa học, thường sẽ gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi hơn nam giới. Bởi lúc này, họ phải làm tròn hai vai, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Họ vừa phải làm tròn vai trò của người xây tổ ấm, vừa phải thực hiện sứ mệnh khoa học của mình. Vì thế, nếu không quyết tâm và đam mê thì rất khó thành công. Cùng với việc bản thân tự nỗ lực vượt lên chính mình, vượt lên hoàn cảnh, thì điều quan trọng nhất là phải có đam mê, kiên nhẫn và được gia đình cảm thông, ủng hộ. Nhiều phụ nữ đã thành công trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ hiện nay thì phụ nữ tham gia vào khoa công nghệ có rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là chúng tôi cần phải tập trung trong một thời gian ngắn mà đưa ra những sản phẩm mang tính đòi hỏi cao, chuyên biệt và có thể ứng dụng vào cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng cần phải cân bằng dành thời gian cho gia đình để vẹn toàn thiên chức làm mẹ, làm vợ. Tuy nhiên với niềm đam mê, nhiệt huyết và lòng yêu nghề thì nữ giới ngành khoa học công nghệ chúng tôi luôn cố gắng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước cũng như nhân dân đã tin tưởng giao phó. Chúng tôi tin tưởng rằng với niềm yêu nghề của chúng tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ bé trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của đất nước. Với đam mê nghiên cứu khoa học, chị Đoàn Thị Luyến, tránh văn phòng tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, đã và đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại trung tâm. Từng là trưởng phòng công nghệ sinh học, trưởng phòng nghiên cứu ứng dụng, chị đã phát huy năng lực, sở trường của mình, tham gia thực hiện được nhiều đề tài, dự án, trong đó có dự án xây dựng mô hình trồng và chế biến quả gấc tại Cao Bằng, dự án xây dựng mô hình sản xuất một số giống hoa lan thương phẩm bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào ở tỉnh Cao Bằng, dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trồng một số giống cây ăn quả năng suất chất lượng cao tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, đề tài nhân giống cây dược liệu lan kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và trồng thử nghiệm tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ngoài việc tham gia cùng đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học, chị Đoàn Thị Luyến còn làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu trồng thử nghiệm cây ba kích dưới tán rừng tại tỉnh Cao Bằng. Các đề tài của chị tham gia đều được đánh giá cao và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, chuyển dịch cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bản thân tôi khi tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cũng rất là được lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao cũng như là các nhiệm vụ khoa học công nghệ và theo nội dung thuyết minh đã được phê duyệt. Khi thực hiện các nhiệm vụ đấy thì cũng rất là may mắn cho cá nhân tôi là được gia đình cũng tạo điều kiện giúp đỡ về mặt thời gian cũng như là lo các công việc khác để cá nhân tôi có thể dành thời gian chu toàn vừa hoàn thành được công việc gia đình và công việc của đơn vị. Qua những cái hoạt động nghiên cứu khoa học, cá nhân tôi cũng cảm thấy rất là vui khi mà được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cái sự phát triển kinh tế chung của tỉnh cũng như là đưa những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với bà con những cái vùng mà còn khó khăn.
Trong số những người tâm huyết thành công, tạo dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực khoa học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có bà Hoàng Thị Bình, sinh năm 1956, đã từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Làm Vườn, Chủ tịch Hội Nông Dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong thời gian công tác, bà còn tham gia vào đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và nghỉ hưu vào cuối năm 2011. Nhưng được sự tín nhiệm, năm 2012 cho đến năm 2014, bà giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Việt Tát Liên hiệp hội. Hiện đang giữ chức Chủ tịch Liên hiệp cho đến nay đã được 10 năm. Hiện tại, bà là người cao tuổi nhất trong lĩnh vực khoa học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Với 12 năm làm việc tại Liên hiệp, bà không ngừng học hỏi, nỗ lực và khiêm tốn, thực hiện tốt vai trò chủ nhiệm đề tài, dự án, tham gia hàng trăm hội đồng tư vấn, tuyển chọn, nghiệm thu các đề tài. Đặc biệt, Cao Bằng là một trong 6 tỉnh tham gia đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Đồng thời, hoàn thành xuất sắc trong các hoạt động chuyên môn, nổi bật như tập hợp các tầng lớp trí thức, tuyên truyền phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện xã hội, tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng. Sự công hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ của bà đã được các cấp, ngành trong tỉnh và trung ương ghi nhận. Năm 2019, bà được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng. Năm 2023, được bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đấy, cùng với sự quan tâm của chính quyền thì có thể nói là hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học tỉnh Cao Bằng nói chung và với sự nỗ lực cố gắng của bản thân tôi nói riêng thì mặc dù có khó khăn vất vả nhưng mà tôi cũng thấy rất là tự hào được đóng góp một phần nhỏ bé về sức lực, về trí tuệ của mình trong cái việc là thực hiện cái đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Cao Bằng. Thì hiện nay thì là đối với chị em phụ nữ nói chung thì cái việc nghiên cứu khoa học, việc tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là một cái vấn đề là cần phải có cái sự nỗ lực rất là lớn. Đối với tỉnh Cao Bằng của chúng ta thì tôi cũng rất là mừng, rất là phấn khởi là trong những năm gần đây thì cái lực lượng trí thức, là trí thức trẻ, là trí thức nữ đã tăng lên rất nhiều về cái số lượng và chất lượng. Và rất nhiều chị em cũng là tích cực tham gia về cái hoạt động về khoa học công nghệ và đóng góp cái năng lực của mình trong cái hoạt động về khoa học công nghệ của địa phương. Tôi cũng rất mong là trong thời gian tới đây thì các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành các cấp được tạo điều kiện để cho chị em phụ nữ Cao Bằng, chị em phụ nữ dân tộc phát huy, tạo điều kiện để phát huy cái năng lực trí tuệ của họ để họ đóng góp cái sức lực và trí tuệ của họ vào cái phát triển cái kinh tế xã hội của quê hương đất nước của chúng ta. Nhắc đến đam mê nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, còn có bà Đinh Thị Thùy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Ngân Hà. Đây là doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên tại tỉnh do bà Thùy sáng lập và điều hành. Từ nhiều năm nay, công ty luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây dược liệu tại địa phương. Trước làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng với tình yêu dành cho khoa học, bà Thùy đã khắc phục những trở ngại, được công ty gặt hái được nhiều thành quả nhất định. Đặc biệt, trong tháng 9 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Ngân Hà vinh dự là một trong số 11 doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu sáng tạo năm 2023, được Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam vinh danh. Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều phụ nữ tiêu biểu có đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong tất cả các lĩnh vực khoa học công nghệ, còn có rất nhiều chị em vẫn đang ngày đêm nỗ lực cống hiến công sức, trí tuệ của mình, góp phần vào thành công chung của ngành khoa học địa phương. Có thể nhìn nhận rằng mỗi người phụ nữ đều có cách riêng để theo đuổi đam mê của mình. Vai trò tiên phong của các nhà khoa học nữ, các nữ trí thức không chỉ là nguồn nhân lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước, mà còn là những người trực tiếp nuôi dưỡng, truyền cảm hứng về nghiên cứu khoa học cho các thế hệ trẻ. Bên cạnh những vinh quang ấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị em phụ nữ cũng gặp không ít những rào cản, thách thức trong công việc, gia đình và xã hội.
mỗi ngành, mỗi nghề đều có vị trí, ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, điểm chung đối với phụ nữ đã làm khoa học, đó là họ đều nhận thấy khoa học công nghệ đã giúp con người năng động, phát triển và bản lĩnh hơn. Tuy vất vả, nhưng khoa học đã giúp những người phụ nữ ấy vươn lên làm chủ cuộc sống và tự hào với kết quả mà họ đã giải công thực hiện, nghiên cứu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục khoa học và đời sống xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.